Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Loa, chơi cả ngày, lì xì cả Tết, bao lì xì 100 triệu. iPhone SE Max phiên bản Tết, Smart TV Sony 49 inch, tài khoản phun tướng, phun ngọc, 100% nhận một tướng và một trang phục miễn phí. Sao hộ mệnh không tụt sao khi chơi rank, và đặc biệt cơ hội nhận trang phục và nhận tướng không hề giới hạn khi mở bao lì xì. Tham gia ngay vào ngày mùng 1 Tết. Kiểu gì bố mày cũng phải có 100 triệu. Có cơ hội nhận tướng với trang phục không giới hạn, không tham gia thì phí. Đúng. Ui giời gớm. Ăn được cái bao lì xì một củ ấy cũng đã sướng lắm rồi. Ở đó mà còn iPhone XS Max mạ vàng 4 số 9, còn Smart TV, còn gì nữa đây? Thôi, mấy ông mơ quá à. Ủa mà mẹ Chris đâu rồi? Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần ta trọn vẹn ái ân với anh em, mãi là người tình trăm năm. Con số 5. Alo, con nghe. Thím gọi hả? Ừ. Đang làm gì vậy con? Mà sao má gọi hoài không được? Con đang ở công ty, nhiều việc lắm má ơi. Vậy à con? Vậy má nói chuyện có tiện không? Khó khăn lắm con mới tìm được một công việc ở trên thành phố. Vậy để lúc khác má gọi lại con nhá. Dạ không sao đâu má. Má ăn cơm chưa? Tiết kiệm đồ ăn hoài là không được đâu nha. Ừ. Má, má ăn nhiều con ạ. Ba con hôm nay làm cho má một nồi thịt ngon lắm con ạ. Thiệt không đó? Nhà mình khá giả từ khi nào vậy má? Má đừng có lừa con nha. Ủa, mà ba đâu rồi má? Ba còn uống thuốc nữa không? Ba còn khỏe lắm. Con không phải lo cho ba con. Mà con năm nay về quê ăn Tết thì ba má lại càng khỏe con ạ. Con... Ủa, nhà mình hôm nay có người tới chúc Tết ba má hả? Ừ, đúng rồi. Có mấy cô chú sang chơi, đang trang trí, sắm sửa. Vui lắm con ạ. Tụi con đây vui lắm. Có việc làm ổn định, có tiền xài, ba má yên tâm nha. Nhưng mà vẫn mong các con về nhất. Dáng về con nhá. Vâng, con biết rồi. Tụi con sẽ về. Ba má cứ yên tâm nha. Nhớ nha con. Ba má lớn tuổi rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Biết là tụi bay vẫn lo sự nghiệp, nhưng mà ba má thương nhớ con lắm con ạ. Dạ má. Lâu rồi tụi mình không về quê. Không biết ba má tao sao rồi. Ê, hay là về quê đi tụi bay. Mặt mũi đâu mà về. Tao không đi đâu. Bố mẹ đã khổ rồi, giờ lại nhìn thấy mình như này nữa. Thôi, các anh các chị cứ về đi. Còn em nhận sách vở cuối năm rồi. Tầm này ấy, tiền mà không có ấy, về quê cho nó còn khinh. Ba mẹ thì đương nhiên thằng nào chả nhớ. Nhưng mà mấy anh ơi, chẳng lẽ em vừa đạp cái xe đồng nát nè em vừa về quê. Nhìn cái mũ này trời, đến cái mũ lành em còn không có nữa. Em về quê gì phải giữ thể diện cho ba má nữa chứ. Chán thiệt. Hmm.
con mấy gì ra cơ ra mà con mấy gì đây? Rốt cuộc rồi cuộc đời của tụi mình là con số bao nhiêu đây? Hết hồn, cái hồn còn nguyên. Để tao nói chuyện. Mấy anh trai dáng hình nhiều quá ha. Hình rồng, hình phượng, chắc là Long Phụng xung dày cả nhà đầy lộc lắm á ba. Không phải hả? Mấy gì đại hiệp vậy, tới đây có chuyện gì không? Ăn độ này mày đi ra coi, tự nhiên mày chui vô cội nguồn à, đi ra. Trời kia mấy ông nội, tỉnh gì coi, chết bây giờ thì hết phim à. Tỉnh dậy. Ủa, mập đâu mấy bà? Đây là tao. Thế còn đâu là đây? Lao quá. Hiểu viên đâu? Ơ thằng mập, nó không có trong này mày ơi. Con trai này nữa. Tao lao tiếp. Ê. Điện thoại này là mấy anh hai? Một điện thoại trắng đen. Trong điện thoại ghi là ông Trùm. Nghe đi. Trời bà, có dâu sợ mấy bà mấy. Nghe đi bà. Lô. Tao là anh hai của nó đâu mày. Tao anh cùng cha khác ông nội kết nghĩa với nó. Ở đây có thêm 4 đứa bạn của nó nữa. 4 đứa tao là đang ở đây chờ mày luôn á. Ông Trùm. Ông Trùm. em giỡn. Trời, làm gì có vụ năm anh em siêu nhân gì. Im. Nó nợ tiền bọn tao chưa trả. Bây giờ ấy, nó đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu nó về ăn Tết thì giao nộp 100 triệu vào ngày mùng 1 Tết. Bằng không thì xuân này thằng béo nó không về đâu. Đừng để tao nhắc lại lần hai. Trời anh ơi, nó có gì đâu mà tự nhiên bắt nó chi vậy? Cứu em ơi. Kevin. Thôi, má 100 triệu bỏ đi. Gì vậy? Mày cứu nó chứ. Ông muốn 100 triệu à? Thì mùng 1 chơi liên quân đi. Ai làm cái trò bắt cóc bẩn thỉu. Hèn hạ. Kevin. Chú. Anh sẽ kêu chú. Ồ. Đúng rồi đó, ai làm vậy? Thương nhau gớm nhờ. Thế thì đánh nhau đi. À, ra chợ huyện mà tìm bọn tao. Gì? Em tưởng tụi mày không dám đánh đâu mà. Hồi nãy nó mới đánh mình bầm dập đó bà. Quên, trời anh có gì đâu cọc dữ vậy. Mình là quân tử mà đúng không? Mình động khẩu chứ không đồng thủ. Nếu mà có đấu thì đấu gì trí óc chút đi. Đúng không? Thôi được, bây giờ muốn cứu được bạn mày ấy thì phải giải được câu đố của tao. Hả? Mày dám chơi không? Ui giời ơi, dăm ba cái trò đố con nít. Ui giời ơi, đố là nghề của bọn này nhá. Nhưng mà giải được hay không thì hết xui. Nhưng mà này, bên này có thằng thông minh lắm. Mày thông. Được, trò này hợp với mấy thằng dùng não đấy. Thôi, dù gì cũng là con người với nhau, tao sẽ tặng chúng mày một bài thơ. Vườn hồng rực nở muôn sắc thắm, đào bay trong gió khẽ miên man, nhật hạ rực rỡ trên mặt nước, tân xuân hạnh phúc trong an nhàn. Lục bát à?
đầu ông á. Ê Vin ơi, hai anh em chúng ta đã từng sâu nghĩa nặng, mà giờ đây chúng ta lại chia lìa như vậy sao? Ê Vin ơi, tình chúng ta nay lìa xa. Con số 3 nha. Xa quá ba. Tiền ăn bây giờ còn chả có. Mấy thằng hãm xịt đòi tiền chuộc. Mà chuộc bao nhiêu? 100 triệu đó bà. Trời ơi, ba má nghĩ sao? Con đi bán về trai 800 ngàn năm cũng không đủ 100 triệu nữa. Ây. Vừa lấy có cái liên quân liên củng gì đấy, 100 triệu đấy. Chơi có khi lại ngon. Ăn đấy. Mày bị ngu à? Phải chơi ở mùng 1 mới có quà. Đợi mà chúng thằng ấy Vin bị bán sang biên giới. Tập trung vô mấy bà ơi. Tập trung vô trời. Ê tập trung vô đi. Trời ơi mày tập trung vô. Dân là thành đàn ông mà. Lo mà hả, giải cái câu này đi. Mình còn đi kiếm mẹ Vin nữa biết không? Đi đây này. Vườn hồng trong gió an nhàn. Lao. À này. Là tìm cái nơi nào đó hạnh phúc. Cái nơi nào ở trên thế giới là hạnh phúc nhất? Chỗ ngân hàng có tiền. Ngu học. Tao nghĩ bọn bắt cóc là bọn đầu đường xó chợ. Nó không được ăn học đàng hoàng, nó không nghĩ sâu xa thế đâu. Ê đại ca, vậy tính ra trong đám tụi mình đứa nào ăn học đàng hoàng? Mày thấy đứa nào ăn học đàng hoàng ra thành năm đứa này không? Cùng lắm ấy, chắc chúng nó chỉ chơi trò ghép chữ thôi. Mời ghép chữ á. Tao thấm man nước nhàn. Nhàn cái đầu mày á. Tự nhiên cái thấm man nước nhàn. Người ta ghép chữ là người ta ghép bốn chữ đầu ba. Là vườn đào nhật tân không nội? Vườn đào nhật tân. Chính xác, vườn đào nhật tân. Trời ơi. Bởi vậy á, tao nói hả, tụi bay phải nghe tao phải không? Mau đi cứu tụi nó đi. Ta thật là thông minh mà. Ê, chờ tao với. Mày giày con gót sao chạy vậy má? Elvin. Vườn ơi. Vườn ơi. Trời ơi, tụi bay nghĩ sao mà thằng Elvin nó ở đây vậy? Sao biết được? Trong quơ, trong quát à. Bà nó không đúng chỗ rồi. Rồi không chỗ rồi. Vân ơi. Ôi, cô gái Hàn Quốc luôn rồi mày. Mày khùng quá à. Hàng đào mùi thơm thế nhờ. Thơm thế. Giờ sao? Tao thơm á. Nè. Thôi đi kiếm thằng kia đi. Nó đâu rồi? Này, tiền. Của tao. Của tao mà. Trăm triệu hả? Cái gì? Mày có biết đọc không? Manh mối nằm ở trong khu vườn này. Sao biết? Sao biết? Đọc có đúng vậy? Xàm. Manh mối nằm ở trong khu vườn này. Lãng mày. Cũng vậy. Bọn bắt cóc này hài hước kìa. Mày bớt chúng mày giảm nhí đi. Đi tìm đi, cứ đứng ở đây á. Đến tối cũng chả tìm được. Tào lao. Tìm ở đâu? Tụi bay nghĩ sao vậy? Trong cái khu vườn này hả? Thằng Elvin nó mập như con heo á. Nhìn đi, không sao mà nhét nó vô đây được. Tìm là tìm manh mối đó, không phải tìm anh Elvin. Tìm manh mối đó bà. Tìm manh mối đó bà. Dây chai mà mình bớt phân tích lại đi. Mình đâu phải nhà bác học đâu, không? Chris. Ôi mày, giống mấy cái lá cờ trong chùa mày. Có khi nào mình phải vô chổng bà? Bậy mày. Chắc là phải vô chổng chơi đó. Vô bên này hả? Đi. Từ từ đã. Chị bây giờ có hai lá cờ. Này. Wow. Về nhà đi. Chia làm hai hướng đi. Mithy với Piu Piu đi hướng lá cờ bên kia. Tao với hai thằng mùi đi bên này. Thế nhá. Ok. Ok, đã đi. Để tao vào team của mày xem có gì nào. Có gì nào. Lại lẹ. Đây rồi, đây rồi. Cái gì mùng 1 thì... Khoan. Cái gì? Hả? Nhiều gió nhiều sương tuần ấm ẩm. Áo ướt quần hôi. Bực cả mình. Là như nào nhỉ? Văn chương lủng củng nhỉ? Linh tinh nhỉ? Ê, anh có nghĩ đây là của bọn bắt cóc không? Bọn bắt cóc á? Nó lại ngớ ngẩn thế à?
Ui ơi. Cô cậu tìm thằng béo hả? Ờ, thằng béo. Ấy đúng rồi, hình như mình cũng... Em Vin. Có người nói với tôi rằng nếu có ai đến tìm thằng béo thì cho họ xem câu đối này. Hai câu đối này ấy à? Áo ướt quần hôi, bực cả mình, nhiều gió nhiều là như nào? Áo ướt quần hôi, tường lại ẩm, chắc chắn là bọn đáy bẩy. Mày khùng hả? Nghĩ sao vậy? Bọn đáy bẩy thì liên quan gì đến thằng Evin? Mà tự nhiên nghe hai câu này em nhớ mẹ quá à. Tự dưng hai câu liên quan đến mẹ mày nhớ? Tại vì ở nhà mẹ em á, và mùa nồm á thì trời nó ẩm nè, tường thì lúc nào cũng ẩm, xong rồi đó mà. Thì em vừa nói đi. Bố mẹ em hay... Không phải là bố mẹ em. Trước đấy em nói cái gì? Mùa nồm thì ma... Mùa nồm. Cảm ơn cô. Ở đây làm lô tô giống tao nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Không? Ủa không, nay đập niêu ba. Giải đố liền tay, trúng ngay 100 triệu. Chơi không? Thằng này mày ham chơi ghê mày. Ủa? Mình đang ghi giải cũ mà. Ồ, thì mình vào đây để tìm manh mối mà biết đâu chơi game lại có manh mối thì sao? À, giải đố, đoán số, đập niêu, đoán kết quả là các thanh niên. Ui, tính tay à? Đâu, cái này là mình giống như mình giải đố vậy đó. Cái này làm sao làm khó tao được, để tao. Sao lại là Tón? Được không ba? Một nhân xích. Xích là 6. Kết quả bằng 6. Ê mày, thằng cha bắt cóc này ngu bất thình lình hay là ông này thông minh vậy? Đây, đùa đập niêu đây. Chơi nhá. Chơi luôn. Liên Quân tặng 100 triệu lì xì. Vào ngày nào? Dễ ẹt. Mùng 1. Chơi cả ngày, lì xì cả Tết. Quà đâu? Hay. Phần quà chính là đập niêu số 1. Mại dô. Không thế. Để em. Má, nghèo kiếp sát, còn cho củ khoai lang mà lại còn khoai lang giả. Mày lại làm tao đòi. Ba khoai lang này quê mình thiếu gì mày? Khoai lang đấy. Chúc mừng các bạn đã tìm ra manh mối. Này, chúng mày kiếm được cái gì chưa? Mày kiếm được gì không? Lá cây mày sạp. Tao không mua đâu. Này. Nó gì nó? Tao. Đưa đây tao coi. Khoai lang nè, mùa nồm nè. Tao biết cái gì rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Lang nồm. Là cái gì mẹ? Lang nồm. Màng lôm. Mà đánh mày nha, tao đánh mày nha. Mày dơ nha, mày dơ nha, đưa vô đó không à. Cái này là hay là lẽ nào? Chính là quả nhiên. Làng nôm mấy ông nội ơi, tự nhiên đưa xuống đó. Nồm lang là làng nôm. Thông minh xuất sắc.
Anh ơi, nhìn các anh cứ như những viên kem ý. Để em liếm cho các anh xem. Liếm liếm. Ôi ơi, mày làm gì vậy? Anh thật là giống người trong mơ. Em muốn sờ một cái cơ. Anh ơi, mày bạn nhìn... trai. Ai? Chúng mày. Hình như là thằng chú bé nó chơi liên quân được 100 triệu lần. Đâu? Đâu? Mày bị ngu à? Đây là tin nhắn đòi tiền của thằng chú mà. Chào lao. Ê! Đám cung đồ bắt công Evin. Giờ sao giờ? Sao gì? Túm nó lại mà hỏi chứ. Anh lên đi. Mày to, mày lên đi. Mày lên đi. Bây giờ á, nguyên đám lên luôn. Chứ đứng đây cãi nhau làm gì đúng không? Ok, lên này. Giờ sao? Ui, tụi này bữa đánh anh em mình lên bờ xuống ruộng mà anh. Không sao đâu, giờ mình năm đứa mình chia ra mình xử. Mày phải tin anh. Lần trước cũng tin mày. Giờ sao mày? Ui, nhìn nó kìa. Mày nghĩ sao vậy? Đi làm gì? Để ta. Ê! Mấy thằng kia, mẹ tao đâu rồi? Tụi mày qua đây làm gì vậy hả? Ngoài đây mà dám thấy Đức không? Hả? Có tin tao đập lát nhà cho mày không? Mày đứng yên đó. Mày có biết tao là ai không mà đòi đập nát nhà tao? Mày là ai? Mày biết tao là ai không? Mày là ai? Mày không biết tao là ai làm sao biết được nhà tao để mà đập? Thằng này bạn ba tao. Rồi nhưng mà nói chung dù cho mày có biết nhà tao đi chăng nữa, mày có giỏi bằng tao không mà đòi đập tao? Tao một ngày có thể bán được 100 tờ vé lô tô đó. Mày có làm được cho tao không? Tưởng gì? Một ngày tao cũng có thể đánh 100 thằng như mày. Trời, cái đó là mày do mày yêu thích bạo lực. Tao nói cho mày nghe, tao có thể ăn được hết 50 ổ bánh mì của thằng Bill, ăn hết xe bò bía, tránh được 50 đôi giày một ngày. Tao có thể ăn được thịt heo, thịt trâu, thịt bò, thịt chuột, chuột tay, chuột tai, chuột anh, chuột ý, chuột Tunisia, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì tao cũng ăn hết. Tao đi ngủ mà không cần mở mắt, đi ỉa mà không cần chùi đít, đi đái mà không cần khéo gạt ma te. Mày có làm được như tao không? Làm được. Lạy trời con mây đôi mươi, dòng đời xô đẩy, lấy lỗ làm lạ, con đi tu họ, cho vay nặng lãi. Con biết thân con tạo nhiều lầm lỗi, xin người thứ tha. Nghiệp tụ vành môi, chẳng thà đơn côi đến già. Kiếp sau, con nguyện làm người tốt bụng, nhiều tiền chỉ đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo thôi. Tiền nhiều thì con không có, nhưng 100 triệu của kiếp này chạy một kiếp sau trả nghe. À mà còn tài khoản phun tướng, phun ngọc, Smart TV, iPhone, vàng 4 số 9, làm sao mà nhắm mắt được đây? Trời đất ơi, đục nó có một cái một mà nó thoại quá vậy thoại. Trời, châu thế tanh cơ à?
Dậy dậy dậy. Dậy bay. 1 2 3 4. Ơ. Thằng nữa đâu rồi? À, thằng nữa à? Giờ đang khóc ở chỗ khỉ ho cò gáy nào ấy. Biết chưa? Nín. Phong độ. Hay mày. Tao hỏi tụi bay một lần cuối. Tụi bay giấu thằng em tao ở đâu? Nói. Giang hồ gặp mồm, không gặp đúng. Này hay nha. Chết đến nơi còn già mồm à. Thôi. Định chơi luôn hay gì vậy? Cái thằng này. Chúng mày không khai đúng không? Anh em đâu? Thôi đó. Khai không? Khai không? Dạ ơi, khai khai ạ. Tao hỏi á, là tụi bay có khai cái chỗ tụi bay giấu thằng em tao ở đâu không? Không có hỏi là cái quần nó có khấm hay không? Không, không khai. Khai! Không khai! Không khai! Khai lắm. Lì này, lì này, lì này, lì này, lì này, lì này. Khai không? Không khai, không khai. Không khai, không khai. Sao vậy trời? Lì nha. Trời ơi, Bo ơi, kịch quá mày. Thằng em tỏ đâu? Thằng em đi, nó đang ở nhà. Thiệt tình lũ Bo. Nãy tao biết là tao bứt nguyên một chùm lông rồi. Bứt con cộng lông quạt không nổi luôn nè. Sao nó lại đang ở nhà? Mày có điện thoại mà, sao mày không gọi nó? Sao từ đầu tao không gọi nó? Để xuống lại đi. Trời ơi, cáo thiệt á. Sao giờ này nó lại ở nhà? Sao nó lại ở nhà? Ê Vin. Alo. Alo, tôi đang ở nhà. Ủa? Sao lại? Mặt sao vậy? Mày vui lên coi. Ủa còn tụi bay nữa? Vác mấy mặt này về gặp ba má hả? Vui lên. Thôi, anh đi đi. Mặt mũi của em gì? Sao về dám gặp ba mẹ anh? Gì? Này, tao nói nghe. Tao chắc cũng không về đâu. Chúng mày nghĩ coi. Người ta ấy, trong cái làng này này, bằng này bằng nọ, hả? Lương cao chót vót. Còn chúng mày ấy, thì tao ấy, về nhà nói làm sao? Tao đi bán bánh mì hả? Hả? Thế mày nghĩ đi đánh giày như tao oai lắm à? Đi. Thôi em nói nè, không về đâu. Em chưa nói cho ba mẹ em biết em đi bán dây chai nữa. Rồi em mà về á, ba mẹ kêu em đi lấy chồng á. Mà em nói anh, bây giờ trên thành phố bây giờ người ta còn thu mua được nhiều chứ. Bây giờ em về không làm được cái gì hết á. Em đi ra. Thấy, mày đứng lại đây. Quay lại. Tao nói cho tụi bay biết nè. Tụi bay á, kiếm tiền bằng cái công sức của tụi bay, sức lao động của tụi bay. Những cái tiền đó là những cái tiền đàng hoàng. Có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ. Đi về. Còn 3-4 bước nữa, đi. Tiền gì? Tao nói tiền đàng hoàng. Nhưng mà chúng mày nhìn đi, nhà người ta ấy thì ai cũng đầy đủ ha, ai cũng pháo, cũng quà, cũng đồ ăn, thức uống. Còn chúng mày ấy về á, tay không, không có cái gì cả. Nhìn xem ha, nhìn xem. Đồ thì thất tha thất thẻo. Hả? Sao về? Chúng mày không cảm thấy nhục à? Có gì đâu mà nhục. Nhếch nhà nhếch nhác như thế này, nửa mày nửa mặt với ai? Ủa? Bây giờ á là mày về, ba má mày thấy mày là vui rồi. Mày sao vậy? Thôi, nói nhiều quá. Tao đi đây. Em đi với anh. Thằng này. Ê. Ờ, chứ em cũng đi à. Mày sao? Tao không biết sao tụi tao anh em như bay luôn á. Hết hồn. Ôi, cái bạn
Ủa tụi bay đi đâu vậy? Bất ngờ chứ. Bọn tao đi mua quà bố mẹ. Cả một năm rồi không về mà. Mày không vui mày? Vui sao không vui? Tự nhiên tao tưởng tụi bay bỏ tao không? À. Có mua cho tao không? Trời ơi, tao lao quá. Mày. Mày. Thôi hiểu rồi. Okay. Thiệt ra là tao thấy kiểu tụi mình làm ăn cũng chân chính, hiểu không? Nên giờ mình cứ mua quà vậy cho ba má có gì đâu ngại. Ừ, chính xác. Còn mà em... mày mua quà thiệt hay là mày lụm với cha vậy? Ông nghĩ gì ông này? Tao mua quà đó ba. Tưởng cái bệnh nghề nghiệp của mày. Còn em thì làm sách vở, sau này có cơ tay, cơ bụng, sau này làm gì làm liệt sĩ tha hồ mà nở mày nở mặt anh ơi. Sách vở, sách vở. Thế bây giờ ấy, mày có về không? Về không về. Có về đúng không ạ? Đi chứ này. Đi. Ôi, mấy anh ơi. Ôi. Ủa sao tự nhiên bọn giang hồ ở đây vậy? Thôi xong. Bọn giang hồ lừa mình rồi. Má. Không ổn rồi. Cứu tao. Gia đình tao. Gia đình tao. Có cái gì vậy? Chờ tao với. Về hết rồi cả nhà ơi. Mẹ, em, mẹ ơi, anh nhớ mẹ quá. Cảm ơn mấy anh nha. Nhờ mấy anh giúp dàn dựng lên cái vở kịch này á, mà lâu lắm rồi nhà em mới lại có một cái Tết đoàn viên á. Em với anh Rít á là phải dắt óc suy nghĩ kỹ lắm á, mới dám làm cái kế hoạch này. Tưởng bể rồi chứ. Trời ơi, dễ gì bể được. Bay cũng rảnh lắm. Vở kịch cũng được quá. Ủa, ngày mấy chơi liên quân thì được lì xì 100 triệu. Mùng 1. Vô đi anh em. Yeah. Mùng 1 Tết ngày mùng 5 tháng 2. Giết cả ngày, lì xì cả Tết. Chiến ngay thôi. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.